cái nước uống luôn ta. Ê, uống nước nè. Trên này thấy vậy, thấy vậy, trên này có bắt gặp đâu rồi trời. Ủa trên này còn có người chạy hamu đó anh, thấy vậy, thấy vậy, tưởng cái này không có ai ngờ. Quay lại cho mấy anh em coi, tại mấy có mấy anh em chạy hamu nè, em nhóm nè, nhóm bạn chạy hamu á. Ít lắm hả? Dạ trên này ít. Ủa anh là ở đâu tới đây? Em ở đây luôn nè. Ủa anh là người ở Bình Dương luôn hả? Dạ. Em tưởng đây không có người anh, em mới xa tới đây á mà không tưởng đây không có người chạy, ngờ có luôn hả? Ở đây hơi ít hơn bên Sài Gòn. Ít hơn Sài Gòn đúng không? À hay vậy, vậy. Ủa anh vô đây giao hay đi đâu vậy? Em đang đi lấy đơn. Lấy đơn? Ủa trên này cũng đi lấy đơn nè. Dạ có chứ. À, hay quá. Có ra là phải lấy chứ. Tưởng ở đây không có bạn, ngờ không có bạn thấy vui. Anh bên Sài Gòn quá hả? Đúng rồi, đúng rồi, anh biết hay vậy. Tại vì bên Sài Gòn là nhiều, còn bên đây ít. Ủa Sài Gòn có chạy lên đây nữa hả? Không, đa số mấy cái đơn như bên Sài Gòn là chạy vòng vòng bến à. Ít có qua đây, tại bên đây là ở đây có đơn về Sài Gòn anh hay là chỉ có đơn vòng vòng ở đây thôi? Hiếm lắm. Hiếm lắm hả? Dạ. Trời ơi. Đa số có mấy anh em nói lên đây chạy không về không mà, không có đơn về luôn á. Dạ, đúng rồi. ở đây chạy ngày được mấy đơn anh ở đây á? Có chục đơn, mấy đơn cũng có. Chạy ngày. Thầy ở trên này cũng nhiều đơn vậy. Dạ. À thì là dành như mở trên này đúng không? Dạ, đúng. Ủa trên này có chạy kho mà húp các con không? Không, bên dịch vụ trên này chưa có ra dịch vụ kho. À bên đây chưa ra kho hả? Kho với lại cái gì hai dịch vụ kia là chưa có. À hớp với lại thằng gì đó, thương mại điện tử gì hả? À đúng rồi, thương mại điện tử. Trên này là chỉ có giao nhận gì thôi chứ chưa có thương mại điện tử gì thôi. Siêu tốc với lại siêu rẻ, 25 gì shop gì rẻ đồng giá thôi hả? À đồng giá. À cũng hay hay. Cái gì nữa đó, bốn dịch vụ thôi. À hay vậy. Đi lấy đàn vậy, cảm ơn anh nhiều nha. Tôi thấy bất ngờ quá, tự nhiên ở đây là có người bạn chạy. Dạ cảm ơn anh nhiều, tại thấy người quen nên hỏi thôi. Thấy đồng nghiệp cũng mừng quá. Dạ cảm ơn anh nhiều nha, bye bye anh. Ở đâu rồi ta? Ở trên này. Ở trên này thấy đường xá đi băng băng không như Sài Gòn ha. Đường nó thoáng đi nó dễ. Sài Gòn đi kẹt xe dữ lắm. Hôm nay là tài chết đi lại trên này nè. Ủa có đi hay đem anh có hay đi đơn cái này không hay lâu lâu mới đi? Lâu lâu mới đi hả? Trời ơi. Lâu lâu đây chết đi lại trên này.